đấu trường ẩm thực. Ca sĩ đang được sự yêu mến của khán giả qua những bài tình ca Hoàng Dư Thùy và ca sĩ Hot Boy Đoàn Tuấn sẽ tranh tài để hoàn thành món ăn của đầu bếp Lê Phong. Sở thích của em là hãy hát 5 bài hát có chữ cá. Bóng bóng bèn bán. Bóng bóng không bậy anh, cái đó đâu phải. Một cuộc chiến đầy cam go với những tình huống không lường trước được. Em nghĩ bài gì em viết cho anh thử coi. Dễ dễ thôi, bài nào dễ dễ đó. Hai em có phải thật sự là ca sĩ hay không? Đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 19h15 phút mỗi thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2022 trên kênh VTV9.